Hello, xin chào các bạn nha. Đến hẹn lại lên. Thì mình cứ thường lệ là thứ tư, thứ sáu và chủ nhật vào lúc từ 20 giờ đến 20 giờ 30 thì mình cứ sẽ có lên những cái video cho các bạn xem. Thì video của mình thì nó nhiều loại chứ không nhất thiết là một cái thể loại nào hết nha. Thì hôm nay thì cũng đến hẹn lại lên rồi, thì mình bữa ngày hôm nay á thì mình chạy xe ngoài đường nhưng mà nó bị bể bánh xe. Thì mình vào một cái tiệm giá giỏ thì vô tình mình bắt gặp là có một cô gái còn rất trẻ luôn. Các bạn biết rằng cô gái làm nghề giá giỏ, đây là công việc của những người đàn ông nha, nhưng mà cô gái này giá giỏ rất là chuyên nghiệp và cực kỳ là giỏi, có thể giỏi hơn những đàn ông luôn, những anh thanh niên có thể không theo lại luôn. Thì bây giờ mình sẽ cũng giống như mình kể lại và cho mọi người biết xem cái cô gái này đúng là có một không hai luôn. Đây các bạn, đây là cô gái giá giỏ mình muốn nói đó, có 102, một cô gái làm nghề giá giỏ ô tô cực kỳ chuẩn luôn, cực kỳ kinh nghiệm, nhìn cổ cũng nữ rất cũng đẹp thắm. Mai còn anh lên nhiều người theo dõi anh làm nghề giá giỏ, lần đầu tiên mình thấy trông giống với cô gái cầu lắm, phụ nữ mà giá giỏ chuyên nghiệp như thế này mình thấy lạ quá, nên muốn để cho mọi người xem và cho một lời bình luận, cho mọi người xem cho một lời bình luận. Mình nghĩ là chắc với cô gái này thì mọi người chỉ có lời khen, không ai chê, chắc chắn không ai chê rồi. Đấy mà mình tuyển con dâu hơi sớm nhỉ. Rồi mọi người cứ xem quá trình đứng cách làm chuyên nghiệp của cô ta như thế nào á. Cô ta giá gió một cái chuyên nghiệp rất lẹ làng gọn gàng luôn. Mọi người xem tí nha, rồi cho bình luận nha. Rồi ai cảm thấy cô gái này tuyệt vời quá thì thay vì lời cảm ơn mình để đưa lên cái đoạn clip này lên cho mọi người xem thì mọi người like cho mình nha, cho mình một like. Có thể ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nghiệp xem, mọi người ơi. Để có thể theo dõi những cái video sau này mình lên những video hay, nhưng mình làm về rất là nhiều chủ đề thì mình thấy cái gì hay thì mình đưa lên đây giới thiệu và chia sẻ với mọi người biết thôi, chứ mình cũng không có là nghiêng về một cái chủ đề gì nặng lắm. Thì mọi người cứ xem. Đây em này, một mình ăn sáu quả lốt nha. Cô gái này tuyệt vời thì cứ cho mình một like đi, rồi đăng ký kênh của mình ủng hộ mình để theo dõi những video sau. Mà mọi người có ý kiến gì thì để lại bình luận hay dàn cũ thôi Trọng ơi, đầu tiền lên dàn mới. Sai sót hoặc là như thế nào thì mình sẽ xem bình luận của mọi người và mình sẽ rút ra cái hay thì mình học theo, mà dở thì mình sẽ rút ra kinh nghiệm. Đây em này, một mình ăn 6 quả lốp nha. Cũng về viện rồi nhưng mà bây giờ vẫn phải trông coi nó. Lớn cái kia này kìa. Năm nay 17. Thay dàn cũ thôi Trọng ơi, đâu có tiền lên dàn mới. Kia mà nó học lớp 1 mà đưa đi sớm quá cô giáo không nhận. Đi nào thích quá. Là thì nếu mà nó ở gần đấy thì... Ôi, trông thằng béo mà mấy đi đâu vẫn mất phải. Nếu mà bà cái là nhất ngủ mình luôn.
Bạn bình luận nhiều lắm rồi. Bạn bình luận nhiều lắm rồi. Mấy thằng đang bảo lốp em căng kìa.